VIP dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Blanc đi vị chất mở bất ngờ cùng The Masked Singer Việt Nam. Hoa này
nhớ người thua xưa, thua xưa. Và thưa quý vị, đó chính là Cú Tây Bắc, mang chúng ta là một không gian rất hoài niệm. Xin mời các bạn cùng nhau ra sân khấu để chúng tôi gửi lời cảm ơn với phần trời diễn rất là xuất sắc vừa rồi. Quá đẹp, đẹp quá. Wow. Cảm ơn các bạn. Quá đẹp. Mọi người ơi, em mới nhận thông tin rất là đặc biệt luôn. Sự hỗ trợ của các bạn trợ diễn là đến từ Vũ đoàn Bước Nhảy và các thành viên trong V Channel. Thưa các bạn, đây là những con người mà đã dùng hết tất cả những khối óc biên tập của V Channel. Trời ơi, hồi nãy Cú hát là biết là Cú đang nhập tâm. Chứ nếu mà Cú có cái cơ hội mà về xem lại cái clip này, Cú sẽ thấy là những gì xảy ra ở đằng sau lưng cộng với giọng hát của Cú, nó là một cái gì đó rất là tuyệt vời, nó là một cuốn phim. Cú chưa có được xem nhưng mà Cú nhìn thấy mấy em là Cú thương quá trời luôn á. Quá thương luôn. Cú cảm ơn các em từng đứa nha. Cú khóc hả? Ôi, tụi em còn chịu không nổi, không biết Cú hát Cú có ngẹn ngào không? Dạ, Cú xúc động lắm. Tại vì Cú nghe nhạc hay quá. Hay quá Cú. Làm cho Cú hứng thú lên để hát. Cú mong rằng ở đây các bạn sẽ ủng hộ cho Cú nha. Chắc chắn rồi ạ. Cảm ơn các bạn. Không ngờ Cú cũng còn biết tới công nghệ nữa chứ. Đúng, tinh chọn. Quá trời. Mà Cú ơi, hồi nãy nói thật sự luôn á, là không biết là lúc Cú hát thì Cú như thế nào. Ngồi trên này thì Thành cũng rất là lo là cái âm nhạc nó hay như vậy mà lỡ người ta khóc giữa chừng không hoàn thành được cái bài á thì tiếc lắm. Cũng may mắn là Cú giữ được cái bình tĩnh cho đến phút cuối cùng mà Cú hát cái chữ đi rồi là wow. Cái chữ đi rồi của Cú nó giống như là một cái gì đó. Bản thân em thì cũng đã từng nghe bài này nhiều rồi. Mà lần đầu tiên nghe hát live thực sự là nó xúc động dã man. Bởi vì cái bài này như mọi người biết là rất lâu, thì có thể là thế hệ trẻ bây giờ các bạn ít có cái cơ hội được biết đến những cái kiệt tác âm nhạc như thế này. Vì vậy rất là hay là khi mà chương trình The Masked Singer có thể mời được Cú tham gia chương trình để có thể đem lại cái hồn âm nhạc của những thế hệ trước để mà phổ cập rộng rãi hơn cho tất cả thế hệ sau này. Đối với em, cái khoảnh khắc xúc động nhất là khoảnh khắc nguyên một cái dàn áo dài bước ra sân khấu. Tại vì bây giờ hình như cấp 3 các bạn cũng không còn mặc áo dài đi học nhiều đúng không mọi người? Mà cái áo dài này là áo dài xưa. Dạ, mặc phải quần đen á chứ không phải là quần trắng nha. Sao mà đội nón lá rồi nó như một cái thước phim. Mà tôi nói thật nha, đây là cảm xúc cá nhân thôi. Trấn Thành nói điều này mong là quý vị sẽ không hiểu sai ý. Với riêng Trấn Thành thôi thì đây là phiên bản ngày xưa hoạt thì hay nhất mà tôi từng được nghe. Yeah.
em đã được xem rất là nhiều phần trình diễn tuyệt vời ở The Masked Singer mùa 2. Có rất là nhiều phần trình diễn khiến cho em hú rất là to. Em đứng lên vỗ tay rồi là em nhảy nhót và em muốn hòa vào bài hát. Nhưng mà riêng với phần trình diễn của Cú ngày hôm nay, em không dám hú luôn ấy. Em chỉ sợ là lúc đấy em hú em lỡ mất một câu hát nào của Cú thôi. Cho nên là em chỉ đứng im, em nắm chặt hai bàn tay của em nghe từ đầu đến cuối. Anh Thành với Ga Tiên thì đã biết đến bài hát này trước rồi, còn em là em chưa nghe bao giờ cả. Nên em nghĩ là em thậm chí còn xúc động hơn mọi người rất là nhiều. Đây là một cái may mắn rất lớn cho chúng em khi mà chương trình lại mời được Cú tham gia. Bởi vì là sẽ có rất nhiều bạn trẻ ngoài kia bỏ lỡ những cái ca khúc tuyệt vời và những giọng hát tuyệt vời như thế này. Thì đây là cơ hội để cho bọn em được thưởng thức giọng hát của Cú. Tính đến thời điểm này em cũng có để ý thì chàng vỗ tay ở cuối bài hát dành cho Cú là chàng vỗ tay dài nhất từ đầu chương trình đến giờ. Chúc mừng Cú ạ. Em vẫn còn đang bị rất là xúc động bởi vì khi mà nghe bài này em rất là nhớ ông ngoại em. Ông hay bật bài này. Ngày xưa thì em vẫn hay hỏi là anh theo ngọ về là cái gì. Tại vì hồi nhỏ mình cũng không hiểu gì hết. Cái giọng hát của Cú vang lên giống như nó đi vào cái ký ức, nó đi vào từng những cái tế bào trên cơ thể của mình này. Em nổi da gà rất là nhiều lần. Và muốn ngăn cái dòng nước mắt của mình không chảy xuống. Tại vì em nghĩ là nếu mà bốn người ngồi đây cùng khóc mà Cú nhìn lên thì chắc là không thể hát được. Đối với em nhé, đây là một giọng hát làm lu mờ hết tất cả những cái gì xung quanh. Nếu mà máy quay có quay được em chỉ có nhìn Cú thôi, không có nhìn một cái gì xung quanh hết trơn á. Cảm ơn Cú vì cái điều tuyệt vời này. Khi được đứng trên sân khấu, Dũ cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng. Mà một lần nữa, Dũ xin cảm ơn hết tất cả mọi người đã cổ võ cho Cú. Dùng từ cổ võ nha. Cái từ này là không để nào ở thế hệ của em hoặc là trẻ hơn. Đây là chị Tiên muốn nói là em giả. Không phải ạ. Em chỉ muốn nói chị là một tượng đài. Chắc chắn đây phải là thanh xuân của rất là nhiều người. Cái giọng vậy là hỏi làm sao mà không muốn lập kênh YouTube cho cha của Cú được. Bây giờ là không còn nghi ngờ gì nữa. Cú phải là một cao nhân đắc đạo nào đó ngoài kia. Chúng tôi chỉ nói vậy thôi. Em đã có một cơ hội được gặp Cú ở ngoài. Và em có xin chụp hình với Cú. Và em có nói là ông em rất là hâm mộ Cú. Cú nhớ con không ạ? Dạ không. Trời ơi. Một tượng đài đã suy sụp. Mấy người này hay thấy sang bắt quạt làm họ. Kiểu là gặp ai cái hay hay cái bắt đầu mình quen thân lắm á, mình bữa mới có chụp hình á. Ngày hôm nay lỗi lầm tiếp theo để coi là Cú sẽ mang đến từ khóa như thế nào. Xin mời manh mối ạ. Từ khóa là từ khóc. Thời gian hỏi bắt đầu. Cú có phải là người dễ khóc hay không? Dễ khóc lắm. Vui cũng khóc mà buồn khóc nhiều dữ lắm. Mắc gì vui khóc? Tại vì mình mừng quá, mình cảm xúc á thì mình khóc. Mà người ta bỏ mình thì mình cũng khóc nhiều hơn đó. Mà người ta yêu mình quá mà mình ngồi mình nhớ về người ta mình cũng khóc. Cho chàng sao vậy? Lệ cay khóe gì một người đã đã. Trời ơi, sao đông như vậy? Lệ cay khóe vì một người đã ra đi không trở lại vậy. Em ơi, hoang mang quá luôn nha mọi người ơi, cứu tôi với. Hỏi đi, hỏi đi. Cú ơi, thế lần gần đây nhất Cú khóc mà vì Cú buồn là lần nào ạ? Khóc vì người ta bỏ anh. Là Cú mới bị người yêu bỏ à Cú? Tình yêu tan vỡ thì ai cũng khóc. Cái tầm này mà người yêu mới bỏ là cũng phải suy nghĩ lại nha. Thường là mình sẽ làm cho người ta khóc nhiều hơn hay là người ta làm cho mình khóc nhiều hơn ạ? Dạ, người ta làm mình khóc nhiều hơn chứ. Mình đâu có nở lần nào mình làm cho người ta khóc. Nhưng mà người ta muốn làm cho mình khóc, người ta vẫn làm. Người ta đi, người ta không nói lại là mình khóc. Tóc tiên, hết thời gian. Em ơi, em suy nghĩ 4 tiếng rồi. Thôi cũng đáng đời. Tôi phải MC thiệt, suy nghĩ quá lâu. Cờ tới tay không biết phất thôi chứ. Hôm ra mà mình đọc bình luận ở trên YouTube mình cũng khóc á. Khóc mình luôn. Khóc là tại vì nói là người này người kia người nọ nói đủ thứ cái gì Cú hết trơn. Nhưng mà Cú cũng vui tại vì cứ được chú ý. Được mọi người thương. Khóc là như kiểu là cười vào mặt mọi người là mọi người đoán sai hết trơn rồi đó. Không, nhưng mà thế này nè, hôm nay cái chữ khóc này cũng đúng với cái bài này thật ấy. Là tại vì cái bài này là nãy giờ làm ai cũng khóc hết trơn đời luôn. Trong rất là nhiều những phiên bản mà tôi nghe thì cái bài này được phối một cách rất là điện ảnh. Nó dẫn mình đến những cái không gian âm nhạc mà làm cho mình tưởng tượng được nơi cái câu chuyện được xảy ra. Nếu mọi người có nghe kỹ cái bài này, mọi người sẽ thấy là cái hòa thanh sử dụng nó rất là đặc biệt. Nó biến chuyển liên tục làm cho người nghe phải thăng hoa. Tại vì cái bài này có một cái giai điệu được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu mà mình không biến hóa thì sẽ rất là nhàm chán.
phải dành cho ban nhạc một tràng vỗ tay. Nhưng mà đây là giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc. Tại vì tụi em là chắc chắn là tụi em xúc động rồi, nhưng mà em cũng không nghĩ là Cú bị rưng rưng nước mắt trong đó luôn á. Vì mình hát trong một cái đam mê, nhạc nó quá hay, nó làm cho cái sự cảm hứng của mình đó nó lăng 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 lăng. Mà tôi nói thiệt nha, tôi bảo đảm băng nhạc cũng thăng hoa luôn. Dạ. Yeah. Lâu lâu mình đánh cho cái người hát hay, tự nhiên mình đúng cũng rồi, muốn đánh cho rồi. Nó hay hơn. Cú ơi, tiếng trống tan trường đã điểm rồi. Mọi người ơi, trước khi Cú đi vô trong kia đó thì nếu mà thương Cú thì phải bình chọn cho Cú nha. Cảm ơn Cú. Bị đâu đang lấy xe chở Cú vào.